Hello anh em, thì chắc hẳn mọi người vẫn nhớ cái video này. Top 4 đồng coin với tiềm năng tăng trưởng cả 1000%. Đây là một video mình nói về 4 đồng coin có tiềm năng tăng trưởng và đáng để hold trong 5 năm tới. Thì trong đó mình có dự án Levers. Trong lúc thị trường thì cực kỳ ảm đạm, các dự án thì gần như không có volume. Cùng mình điểm qua chart theo ngày của dự án này nhé. Chart gần như đi sideways trong cả tháng 12, nhưng mà từ tháng 1 tới giờ giá tăng tới 50%, cực kỳ ấn tượng phải không nào? Và để giải đáp thắc mắc của rất nhiều người, đó là Levers Lagoon là về cái gì, thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người một cách ngắn gọn và dễ hiểu mọi người nắm được nhé. Thứ nhất, mạng Levers có mô hình kinh tế cực kỳ hay, đó là cho phép tất cả mọi người tham gia đóng góp vào sự thành công của nền tảng. Có nghĩa là Levers khuyến khích mọi người thanh toán cho tài nguyên của mạng dựa trên dung lượng và thời gian chiếm dụng, điều đó cho phép nền tảng mở rộng quy mô và phát triển một cách hữu cơ. Thứ hai, thiết kế nhiều lớp linh hoạt. Thì thiết kế phân lớp của Levers Lagoon cho phép các nhà phát triển xây dựng những ứng dụng toàn cầu có thể chạy trên bất kỳ mạng blockchain nào. Tiếp đó là mức độ bảo mật cực kỳ cao. Levers được xây dựng trên giao thức độc thuật POW đã được thử nghiệm và kiểm chứng, chứng minh là an toàn. Và cuối cùng, cũng là điều mình thích nhất dự án này, đó chính là Universal Passport, hay còn gọi là hộ chiếu phổ thông. Hiểu một cách lôm la, nó xây dựng một bộ công cụ giúp các ứng dụng vượt qua các blockchain riêng lẻ để hoạt động một cách liền mạch trên mọi chuỗi trong hệ sinh thái. Qua tất cả những ý trên, chắc hẳn bạn đã hình dung được Levers Lagoon với mã token là CKB là gì. Nếu bạn có bất kỳ quan điểm hay là nhận định gì, hãy bình luận ở bên dưới để mọi người cùng thảo luận nhé. Điều cuối cùng, chúc bạn luôn là một nhà đầu tư thông thái, có những quyết định đầu tư sáng suốt và thành công.